Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 10 triệu cái đồng token Elon. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thực hiện các nhiệm vụ chatbot. Với cái dự án này thì nó sẽ phân phối về ví cho mọi người từ 3 đến 5 ngày nhé, sau khi mọi người hoàn thành đầy đủ tất cả các nhiệm vụ. Rồi, mọi người sẽ bấm chọn Start cho mình. Tiếp tục thì mọi người sẽ join vào nhóm Telegram, chọn join này, quay trở lại, join tiếp vào kênh channel, rồi chọn join này, quay trở lại. Sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter và retweet bài đăng, rồi chọn theo dõi này, rồi mọi người sẽ chọn like và chọn trích dẫn tweet. Ở đây thì mọi người sẽ test thẻ ba người bạn cho mình. Rồi, chọn tweet lại này. Ok, quay trở lại. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn next nha. Tiếp tục chọn join airdrop thì cái dự án này nó đang mở bán pre-sale nhé. Nó sẽ có 4 giai đoạn 1 2 pre-sale round 1 2 3 4 đúng không? 5. Rồi sau đó mọi người sẽ chọn Join Airdrop. Ai mà muốn đầu tư vào dự án này thì có thể mua tham gia vào các đợt bán pre-sale của nó nhé. Rồi ở đây thì mọi người sẽ nhập mã captcha, mọi người nhập chữ in hoa cho mình. Rồi tiếp tục thì mọi người sẽ chọn Next. Sau đó chọn đôn này. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ chọn đôn. Và sau đó thì sẽ nhập cái đường link retweet nhé. Quay trở vào Twitter này để copy cái đường link retweet. Và mọi người quay trở về trang chính cho mình. Rồi, sau đó chọn hồ sơ này. Và mọi người sẽ copy cái đường link retweet này nhé. Ok, quay trở lại này, dán rồi. Rồi sau đó sẽ nhập địa chỉ ví BSC. Rồi ok, như vậy là mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ nhé. Mỗi một lượt rep thì mọi người sẽ nhận được 2 triệu cái đồng token này. Đó thì đây là cái đường link chia sẻ này, mọi người chọn đôn cho mình. Rồi ở đây mọi người có thể bấm vào withdraw này. Đó, thì ở đây là phần thưởng này nó sẽ phân phối tự động từ 3 đến 5 ngày nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.